Chào các bạn nhé, hôm nay mình ở nhà trời nắng nực, mình vào bếp làm món, hai chị em vào bếp làm món sữa chua tại nhà các bạn nhé. Cách làm đây này các bạn nhìn xem nhé. Chuẩn bị nguyên liệu. Sữa chua là một món ăn và rất là để giải nhiệt trong mùa hè. Và trẻ em cũng rất là thích, người lớn ăn thì cũng rất là tốt cho sức khỏe. Tăng cường với khả năng miễn dịch. Những nguyên liệu gồm có sữa ông thọ một hộp, một lọ sữa Vinamilk, một hộp sữa Vinamilk sữa chua để làm mồm. Và những vật liệu gồm có là cốc này, muôi để múc này, và một cái âu, và một cái hộp xốp nhỏ. Ngoài ra thì còn có nước sôi nữa. Món sữa chua này làm rất là đơn giản và không cần phải có cái lò ủ, mà chúng ta chỉ cần mua một cái hộp xốp nhỏ khoảng độ 20.000 ở một cái cửa hàng tạp hóa. Sau đây tôi sẽ cùng các bạn làm luôn cái món sữa chua này. Đầu tiên là chúng ta sẽ đập cái hộp sữa này ra, sau đó chúng ta đổ vào trong cái âu. Đó, rót nước sôi. Nước sôi thì không cần, mình đun sôi xong mình để khoảng 70-80 độ là được. Không là nó sẽ chết mất cái của sữa chua. Sau đó là chúng ta đổ vào đây. Tiếp theo gồm có, chúng ta sẽ làm với một hộp sữa ông thọ thì chúng ta sẽ làm thành 3 hộp nước nóng như thế này. Với một hộp sữa ông thọ thì là tôi dùng 3 cái hộp nước nóng khoảng 70-80 độ, sau đó chúng ta khuấy đều cho nước hòa lẫn với sữa ông thọ, nó tan đều ra và cũng để cho nước nó không quá nóng, khi mình cho cái sữa chua vào nó sẽ không bị chết cái men ở trong đó. Trong lúc mình chờ thì mình có thể đun thêm ít nước sôi để tí nữa mình cho xuống đáy ở của cái hộp xốp này để cho tạo cái nhiệt độ cho sữa chua nó lên nhanh nhanh. Ai chữa chua để cho nó nguội nguội thì đấy, bắt đầu các bạn đảo cho nguội này, đây nguội để cho nó nguội để không có chết cái men này này. Nếu mà quá nóng thì nó sẽ chết men. Làm ở nhà thì chắc là ngon lắm nhỉ, là chờ là bảo đảm an toàn tuyệt đối đúng không? Bảo đảm cho an toàn là mình, nó tiện cho mình ý, và nó cũng giảm cái chi phí chứ. Đúng rồi, nếu mà mua thì tốn tiền hơn. Tiếp theo đây là mình sẽ mở hộp sữa, một sữa, sữa chua mồi ra. Các bạn lưu ý là chúng ta gợt hết những cái phần sữa chua nó bị ở trên cái vỏ hộp này. Sau đó các bạn sẽ đánh đều cái hộp sữa chua này để nó tan hết ra. Ngoáy cho nó tan hết ra, tí mình hòa với sữa ông thọ thì nó sẽ đều, sẽ lên men nhanh hơn. Đấy, sữa lên để làm men này thì mình có thể dùng sữa mộc châu hoặc là sữa Vinamilk đều được, nhưng mà với nhà mình thì mình hay dùng sữa Vinamilk thì nó cũng đặc mà nó lên men cũng rất là tốt. Các bạn lưu ý là nếu mình có thể muốn cho đổi cái vị sữa chua ấy, thì mình có thể là xay cái quả dâu tây, sau đó mình trộn lẫn với quá trình mình làm này thì nó cũng tạo màu và cũng tạo ra cái hương vị khác cho trẻ nhỏ ăn, rất là thay đổi hương vị rất là ngon. Sau đó chúng mình sẽ đổ vào để hòa lẫn với cái lượng sữa lúc đấy mình đã hòa. Thì
làm hết lượng sữa này vào, sau đó mình sẽ khuấy đều để cho các nguyên liệu này nó lẫn với nhau. Tiếp tục mình đảo, mình khuấy cho nó đều để các nguyên liệu nó đều nhau hơn. Cách làm rất là đơn giản các bạn, chỉ khoảng độ từ 5 đến 10 phút là các bạn đã đổ được một miếng mè sữa chua. Ngoài ra chúng ta có thể dùng nha đam, nếu nhà bạn có nha đam thì bạn có thể là lấy cái phần trong của bên trong cái lá nha đam ấy, các bạn luộc lên, sau đó là cắt sắp miếng nhỏ. Sau khi mình đã trộn đều sữa chua với sữa ông thọ vào rồi thì các bạn sẽ đổ vào đó và chúng ta sẽ cùng ủ cùng sữa chua luôn, thì nó cũng tạo ra thành một cái cốc sữa nha đam rất là tốt cho sức khỏe và rất là đẹp da với phụ nữ. Sau khi đã đảo đều rồi thì bây giờ mình sẽ múc vào các cốc. Với một hộp sữa ông thọ này thì các bạn có thể là làm được khoảng 8 cốc sữa như nhà mình làm như thế này. 8 cốc. Các bạn lưu ý là nếu các bạn muốn cho sữa nó đặc hơn thì các bạn có thể mua thêm một hộp sữa tươi khoảng 180ml ấy. Các bạn trộn lẫn vào đây nữa thì cái sữa của mình nó sẽ đặc hơn, nó sẽ sánh hơn. Nhưng mà nhà mình thì mình thường là chỉ dùng nửa sữa ông thọ không. Nếu mà thích cái vị gì thì có cái gì có thể xay vào, cái vị hoa quả gì xay vào nó ra cái vị đấy. Hoa quả, nhưng mà tùy từng loại, có loại thì xay vào sẽ không tạo được mùi sữa chua nữa. Và vinamil. À, vì vani các bạn cũng có thể cho thêm một cái vani vào trong cái hộp sữa này để cho tạo mùi. Rất là dễ các bạn. Đơn giản mà lại đơn giản mà lại ngon mát, bổ rẻ mà lại còn tiết kiệm được, tốt cho sức khỏe, tiết kiệm được tiền. Sau đó là các bạn đậy cái nắp vào, nếu mà có nắp thì đậy cũng được, nếu không thì các bạn sẽ đậy nắp vào. Các bạn có thể dùng cốc bằng nhựa hoặc cốc thủy tinh đều được. Đó các bạn lưu ý, các bạn lấy nước nóng đổ vào trong cái hộp xốp này để chúng ta tạo nên cái nhiệt độ cao hơn, sữa chua nó ủ sẽ nhanh hơn. Sau đó chúng ta xếp từng cốc sữa mà chúng ta đã trộn vào đây. Các bạn lưu ý là cái lượng nước nóng có thể bằng 1/3 cái cốc của các bạn. Đó, chúng ta chỉ cần đậy cái nắp này vào và chúng ta sẽ ủ trong khoảng thời gian từ 6 đến 8 tiếng. Từ 6 đến 8 tiếng. Các bạn để chỗ nào mà nó có nhiệt độ nó nóng thì càng tốt, thì nó sữa chua nó sẽ nhanh lên men hơn. Đó, trình bày hết cái món làm sữa chua cho các bạn. Đây các bạn nhìn nhá, đây đã xếp xong sữa vào trong hộp này, là đổ lượng nước nóng vừa phải để xếp để nó cho tạo cho nhiệt độ nó cao để lên men nhanh, lên men nhanh các bạn nhé. Bây giờ đã xong, bây giờ chúng ta đậy cái nắp vào. Thời đấy gian nhá, chúng ta để khoảng tầm từ 8 đến từ 6 đến 8 tiếng. Các bạn lưu ý là nếu mà các bạn muốn cho cái sữa chua của mình nó chua hơn theo cái hương vị, theo cái vị của giác của từng người ấy, thì các bạn ủ cái thời gian theo lượng đó. Bình thường thì người ta sẽ có thể ủ từ 6 tiếng, nhưng mà nếu bạn muốn chua hơn ấy, thì mình để cho 8 tiếng thì cái lượng sữa của mình nó sẽ chua hơn. Thì cái men nó sẽ lên đều hơn, lên đều mà sẽ ngon hơn đúng không? Nó sẽ chua hơn ấy, nhưng mà tùy từng vị, như trẻ em thì nó lại không thích cái vị quá chua như thế. Nhưng mà phụ nữ mình mà từ tuổi trung niên thì mình đã ăn cái vị chua như thế thì nó sẽ đẹp hơn da cho mình, mà nó sẽ
tăng cường khả năng tiêu hóa cho bản thân mình. Trong khoảng mùa hè này thì các bạn thấy là sữa chua là một món mà rất là tốt cho sức khỏe, ăn nó giải nhiệt, nó rất là mát, mà trẻ nhỏ thì nó tăng cường cái khả năng miễn dịch cho trẻ nhỏ này, tăng cường cái khả năng tiêu hóa này, cho nên là mỗi tuần ít nhất là mình nên làm cho cả gia đình mình ít nhất là 3 lần. Trên một tuần món ăn của gia đình mình nó sẽ thay đổi hương vị, mà trẻ em cũng rất là tốt cho sức khỏe. Mong là các bạn sẽ chia sẻ cái video cho nhóm Minh Tiết của mình nhé. Xin chào các bạn nhé, hôm nay mình tạm dừng video tại đây. Hẹn các bạn video lần sau, các bạn vào xem yêu thích thì bằng cách là ủng hộ cho mình bằng cách là đăng ký kênh nhé, chia sẻ cho mình và cho mình xin một nút like. Và cái món sữa chua này rất tốt cho sức khỏe các bạn ạ. Các bạn thích thì vào xem, và cách làm mà các bạn nào chưa biết thì các bạn có thể vào xem, và sẽ là cái cách đấy để rất chi là đơn giản mà ngon bổ rẻ của các bạn nhé. Xin chào các bạn, hẹn các bạn lần sau nhé. Tạm biệt các bạn.